Hello, em quen chào tất cả quý anh chị các bạn đang xem và theo dõi clip của mình sẽ lớn nhé. Thì hôm nay là 21 tháng 6 quý anh chị. Hôm qua em không có lên clip. Hôm qua vui quá trên xe luôn quá vậy. Mua cả chục xe không có thời gian để mà quay một clip nào hết quý anh chị. Đây hôm qua em mua được con Kia K5 GT đời 2024 nè. Đời 2024 nha, đi mới như không mấy ngày cây 8.000 cây quý anh chị. Đó, rồi xe 8 bản Luxury 2022 đi cũng 8.000 cây. Hilux. Con này Hilux đời 2020 không quý chị. Đây 35.000 cây. Một cầu nha quý anh chị. Giờ không biết đánh con nào đi. Đây nè, Pajero nữa nè. Pajero 2021 nha quý chị nha. 2021 mới dầu một cầu. Đi 5 vạn quý anh chị. 58.000. Rồi Carnival nữa nè. Carnival Signature, con này màu nâu nha quý chị. Con này 2022, con này màu nâu chết màu nè. Con này giá em quan chào cũng rẻ. Chưa có giá nha quý vị. Chưa có giá, để lát kiểm tra xe xong cái giá. Đi 21.000 cây nha quý vị nha. Đây. Rồi Santa Fe nè, Santa Fe xăng full 2022 nha quý chị, 1.035. Bây giờ đánh con nào đi. Đây nữa nè quý chị. Hilux nữa nè, 2019 nha. Đó, là xe hôm qua về nha quý vị nha. Còn ở đây nè. Con này Luxury. Còn đây là Luxury 2023 nha quý chị. Luxury 2023 1.175.000.000. Đó. Đúng rồi, 1.175.000.000 đời 2022 chứ. 2022. Về nhiều quá quên luôn quý chị. Về nhiều xe quá không có nhớ kịp. Đó. Rồi Camry nữa là quý chị, Camry 2.5W 2021 nha quý chị nha. Rồi Xpander xuất sàn 2019 nữa nè. Xpander xuất sàn 2021 nữa nè. Là một ngày về nhiêu đó xe nha quý chị nha. Bây giờ đánh con này quay không quý nha. Đánh con này quay đi. Con này đỏ nè, hôm nay em quay con này chợ đỏ đi. Về nhiều xe quá. Kiếm con đỏ quay giờ ra bớt xe quý chị nha. Rồi ok quý chị. Em ra điểm quay em quay cho quý chị xem nha. Ok. Ok, đến điểm quay rồi nha quý chị nha. Và ô đô em nói đây quý chị. Đây 8.600 cây. 8.600 cây nha quý chị nha. Đây, ra ngoài quay một vòng quý chị. Qua xe về nhiều quá, chưa dọn cho xe ba xe nào hết nha quý chị nha. Lâu lắm rồi mới có cảm giác mua được rất là nhiều xe vậy quý chị. Bữa giờ mua lắc nhắc lại 1-2 xe, 3-4 xe mà toàn mua trùng thôi. Có những ngày mua 3 con Sorento, có những ngày mua 4 con Carnival. Đấy. Không bao giờ, chưa có bữa nào mà mua rồi mà nó xe mà nó nhiều mà nó mỗi xe một chiếc thôi quý chị. Nào là K5. Đó, bên đó là bên gara em nha. Còn mà bên siêu thị xe thì chắc chắn xe sạch sẽ đẹp đẽ, spa gọn gàng, xe để ngăn nắp này kia chứ không để ngổ ngang gì đâu nha quý chị nhé. Quý chị xem bên đó là những xe mới về, quý chị đã tham khảo dòng xe nào thì alo em quen. Hôm nay thì em quay sẽ trước mắt sẽ quay con xe 8 này và mỗi ngày em quay sẽ quay một chiếc. Và chưa có một cái showroom nào mà quý chị xem á mà mỗi ngày quay một chiếc xe khác nhau, không bao giờ trùng lập lại lần thứ hai nha quý chị nha. Không bao giờ trùng lập lại lần thứ hai. Em quen nha, em quen quay thì mới làm YouTube cách đây một năm thôi. Chưa được một năm, từ tháng 8 năm 2023. Chưa được một năm nhưng mà đến nay thì quay thì chưa có trùng lập một con xe nào hết nha quý chị nha. Một con xe em quay chỉ quay một lần thôi. Đó. Và trước mắt quý anh chị đây là Mazda C8 bản Luxury sản xuất 2022 nha quý chị nha. Sản xuất 2022. Con này thì đi 8.000 cây nãy em quay có quay rồi ha. Con này mẫu mới 2023 nha quý chị nha. Mẫu mới 2023 thì sẽ được thay đổi thiết kế, cũng không có thay đổi gì nhiều lắm, chỉ có facelift một số như là có thêm cửa sổ trời nè, rồi mặt ca lăng phía trước nè quý anh chị. Con này bản Luxury thì nếu mà ở bản Premium á, nếu ở bản Premium thì sẽ có thêm như là cam 360 nè, radar phanh khẩn cấp nè, adaptive control để trong radar nè, rồi đánh lái giữa làn chủ động nè đó. Nhưng mà con này không có nha quý chị nha. Mẫu cũ vẫn có cái đó nha quý chị nha. Mẫu cũ vẫn có đó, vẫn có premium đằng ngoài hết, chỉ có Philips là mẫu mới này, chỉ có Philips lên là mặt ca lăng nè, cửa sổ trời nè đó. Và nhìn ngoại hình thì nó giống như nhau hết. Và con này rất tiếc một điều, tiếc có một điều nhỏ thôi là biển số nha quý vị. Biển số rất đẹp nhưng mà hiện tại bây giờ không có được giữ lại cái biển nữa. Bây giờ định danh hết rồi. Quý chị muốn giữ biển này thì không được ra tên ha, chỉ giữ ủy quyền. Giữ ủy quyền đi thì mới giữ được cái biển này nha quý chị nha.
Còn nếu quý chị muốn ra tên thì có thể phải bấm lại biển mới. Không phải có thể nha, chắc chắn phải bấm lại biển mới nha quý chị nha. Ở bên trong nội thất quý chị xem nè. Wow. Sơn con này là sơn zin 99% nha quý chị nha. Nó có một cái điểm như vậy nè. À, không thấy được đó, chút xíu này đá nó văng lên nữa xíu xíu nè quý chị theo. Đó. Tóc nè. Nó bị xước tóc đó quý chị đó. Cái này kiểu như đi bị va quẹt chìa khóa gì vào đó nó bị, nói chung là rất là nhỏ nha quý chị nha, không có ảnh hưởng đến chất lượng của xe nha quý chị nha, xíu xíu. À, bên trong nội thất thì không khác gì xe mới cả. Bây giờ hôm nay sẽ hút bụi cái là lên cửa hàng luôn, rửa cái là lên cửa hàng luôn. Nào quý chị xem này, ni lông còn nguyên à. Còn nguyên hết nè. Đấy. Mới tinh luôn quý chị ạ. Có mấy cái siêu màu trắng á, thì chủ bóc ra rồi thôi nha. Còn những cái bọc này vẫn còn nguyên. Đây hàng cái thứ hai quý chị xem nè. Mới chưa? Đấy quý chị. Hàng ghế thứ hai căng bóng nha quý chị nha. Đây, hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba rất ít ngồi nha quý chị nha. Đây. Rất ít ngồi luôn nha quý chị. Hàng ghế thứ ba cũng có loa nè. Con này được sử dụng loa bầu nha quý chị nha. Hồi xưa thì bản luxury thì bản thiếu nhất. À, bây giờ bản luxury cũng là bản thiếu nhất, nhưng mà hồi trước không được trang bị loa bầu nha quý chị nha. Chỉ được trang bị loa thường thôi. Và loa bầu chỉ được trang bị trên bản premium. Con này thì bây giờ đã được trang bị loa bầu rồi nha quý chị nhé. Hồi trước á, ghế của bản luxury, ghế phụ là ghế chỉnh cơ à, con này thì bây giờ cũng được chỉnh điện rồi nha quý chị nhé. Ghế tài cũng được chỉnh điện luôn nha quý chị. Cần số và cái khoang ở này nè giống nhau gần như là 100% luôn nha quý chị, do so với mẫu cũ. So với mẫu cũ là gần như giống nhau 100% luôn nha quý chị nhé. À, con này thì em Quang đang chào giá bán là 885 triệu nha quý chị ơi. 885 triệu còn thương lượng nha. Vẫn hỗ trợ vay ngân hàng 70% định giá ngân hàng đó. Thời hạn vay là 7 năm. Con này quý chị trả trước khoảng 350 là nhận xe, 350, 370 là nhận xe nha quý chị ạ. Đây. Trên vô lăng thì như bản premium thì sẽ có cái thêm những cái nút bấm như Adaptive Control, Cruise Control đây nha quý chị nha. Adaptive Control với lại đánh lái tự làn chủ động nha. Đây, màn hình cũng giống màn hình cũ này. Cái chỗ này thì em thấy chắc giống 100% luôn chứ 99% vậy chị. Quý chị, mẫu cũ y chang luôn nha, không khác gì hết, chỉ khác cửa sổ trời thôi. Nhìn ở ngoài là thấy cửa sổ trời thôi. Đó, Traction Control nè, vẫn có chế độ an toàn nha quý chị nha. I-Stop là chế độ ngắt máy tự động khi dừng đèn đỏ rồi nè. Xe đi trong phố mà cũng khá tiết kiệm quý chị, có 8.7 trên 100 km thôi nha quý chị nha. Có 8.7 trên 100 km xe đi trong phố vậy là khá tiết kiệm đúng không quý chị. Thường thì những con xe mà động cơ 2.5 đi trong phố là phải trên 10 lít trên 10 lít, nhưng mà con này mà trong phố, biển thành phố mà đi trong phố mà có 8 lít mấy thôi, quá ok rồi quý chị ạ. Xe để lâu quá nó mốc rồi quý chị, kiểu giống như mốc vậy. À, xe rất đẹp. Quý anh chị nào tham khảo dòng này thì alo cho em Quang nhé. Xe thì em Quang cam kết cho quý anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không gầm hộp số máy móc nguyên zin nha. Con này ở hàng ghế 3 thì sẽ không có hốc lạnh đó, nhưng mà sẽ có thêm một cái dàn lạnh ở hàng ghế thứ hai nè. Có làm mát ghế, có làm cái này là sấy ghế nha quý chị. Cái này là cái sấy ghế ở hàng ghế thứ hai, hai sấy ghế hai bên, hai ghế như hàng ghế hai cũng có sấy ghế nè. Có thể chỉnh điều hòa nhiệt độ. Con này 3 dàn là độc lập nha quý anh chị nha. 3 dàn là độc lập. Đó. Xe thì trước giờ em Quang bán có cam kết cho quý anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước rồi ha. Không gầm hộp số máy móc nguyên zin. Bảo hành thì em Quang bảo hành cho quý anh chị là 6 tháng hoặc 10.000 cây. Tặng quý anh chị thay nhớt lần đầu. Đó. Bao quý anh chị là phí công chứng nè. Bao quý anh chị là phí hồ sơ gốc nè, rút gốc nè. À, sang tên hợp lệ nha, không phạt nguội luôn nha quý chị nhé. Cốp xe cốp chỉnh điện luôn quý chị, cảm biến trước sau là 8 con, tổng cộng trước sau là 8 con nha quý chị nhé. Rồi hỗ trợ vay ngân hàng thì ok, vẫn hỗ trợ vay ngân hàng. Em bao quý vị đậu hồ sơ toàn quốc nha, bao quý vị đậu hồ sơ toàn quốc nhưng không nợ xấu là được nha quý chị nhé. Không có nợ xấu là em quan bao cho quý chị luôn.
Quý chị nào tham khảo dòng này thì alo cho em Quang nhé. Em Quang xin nhắc lại đây là Mazda CX-8 bản Luxury sản xuất 2022 nha quý chị. Sản xuất 2022 và xe đi được 8.000 km nha quý chị nhé. Mẫu thì mẫu 2023 mẫu mới. Giá bán 885 triệu, còn thương lượng chút đỉnh nha quý chị ơi. Cảm ơn tất cả quý chị theo dõi hết video. Xin chào, hẹn gặp lại quý chị clip tiếp theo ạ.